Sao đưa cho con nhiều quần quá vậy? Dạo này bà ốm bớt, mất cái bụng luôn, nên mới nhờ con đóng cái nút sửa lưng quần nhỏ lại. Để con coi. Ba, cái bụng của ba đúng là nhỏ hơn trước, chắc hơn trước đó. Ơi, tại đói bụng, không có gì ăn, chết đói cũng không có ai biết, không có ai quan tâm. Bây giờ không có ai quan tâm ba nữa. Nhưng sửa lưng quần nhỏ lại phiền phức lắm, hay là đem bỏ hết đi? Sao lại đem bỏ hết chứ? Ba nhờ con đóng cái nút thôi mà, con cũng không đóng giùm cho ba. Đóng, nghe ghê quá à. Ba không sợ thua đua ngựa hả? Ba không chơi đua ngựa lâu rồi, con lo yêu đương, không có lo cho ba gì hết. Con đâu có dám bỏ mặc ba, con đã chuẩn bị mì cho ba ăn rồi nè. Ba có nói muốn ăn mì sao? Hồi nãy ba nói đói bụng mà. Nè, con cố tình nấu mì tôm hùm mắc nhất cho ba ăn đó. Còn đang điều tra, lần nào cũng còn đang điều tra. Bitty à, theo đuổi con gái cậu rất siêng năng, thường ngày làm việc lại không thấy cậu siêng năng như vậy, phải tập trung một chút có được không? Yes sir. Alo. Điều đuổi con gái thì siêng năng, đã mấy tháng rồi không có tiến triển gì, làm sao để đuổi lại Tinh Tinh? Trời ơi, nhiều chuyện. À, không có gì, em muốn nói cho anh biết, tối mai em rảnh, em có thể đi coi ca nhạc với anh. À, được đó. Vậy chúng ta đi ăn cơm xong, sau đó đi coi. À, được. Để anh đặt chỗ rồi gọi lại cho em sao? Ừ, dạ được, bye bye. Bì Thi, xuống mua nước uống đi. Hỏi coi họ muốn uống gì, tôi bao. Trà sữa đá. Xếp gì? Hẹn Tinh Tinh rồi hả? Nhiều chuyện quá đi. Xếp gì à? Xếp mời chúng tôi uống nước. Tôi cho xếp một cái rất hay. Đại Thiên Giang nói tối mốt có sao băng, trong thành phố cũng coi được. Tôi quay người bạn ở Hồng Khâm, anh có một tiệm nước ngoài trời. Chà, nước xếp và Tinh Tinh vừa ngắm sao băng mà vừa, ôi chà, lãng mạn thiệt. Bí thư này thiệt là, vụ con gái thì rất giỏi, vụ xếp sao không thấy giỏi như vậy? Dạ. Bà đi mua đi. Xếp gì à, có cần đặt sẵn mà không? Nếu như hôm đó có sao băng á thì, cha cha. Ừ. Ok. Cậu đúng là định bợ. Kế hoạch của tụi em nêu rõ phải dùng chất liệu nào, nhà cung cấp đột nhiên tăng giá, anh không có cách nào khác. Anh đừng gạt tôi nữa. Thực sự là anh thông đồng với nhà cung cấp đó. Anh thâm lạm công quỹ. Em không bằng công chứng để có du quan cho anh. Em thuê thám tư tư điều tra anh sao? Bây giờ anh không còn gì để nói nữa chứ. Tôi khuyên anh trước khi họp ban quản trị, anh hãy giải quyết số tiền này. Nếu không đến chuyện đó, anh em cũng không để mặt. Hi à, anh thật được ra rồi. Anh... Tôi không muốn em giải thích nữa. Ra ngoài đi. Alo. Dạ, ông Mã. Sao hả? Dạ phải, tôi đã nhận được email của ông. Tôi biết ông muốn sự kích cỡ. Có phải ông cần gấp không? À, không gấp hả? Dạ không sao, tôi kêu Tinh Tinh lập tức sửa lại cho ông. Sáng mai tôi có thể gửi nhanh cho ông. Không phải, tôi muốn ông sớm nhận được để có thể làm sớm hơn. Không có gì. Bye bye. À, xin lỗi, tôi đã tới trễ. À, anh Trang. Nhưng mà buổi họp hôm nay hủy bỏ. Tại sao vậy? Vì tôi mới nói điện thoại với ông Mã bên Singapore. Ông muốn mau chóng sửa bộ áo cưới của bé Đen. Nhưng hôm qua ông mới mail qua đây, ông chỉ muốn nói sửa lại cái váy rộng một chút và thêm một ít dải lưới. Ông đâu có nói cần gấp. Ông cũng vừa mới báo thôi. Tôi nghĩ là ông cần để đem qua Mã Lai tìm đại lý. Nhưng mà sửa cái váy rộng một chút và thêm ít dải lưới vào là phải cắt lại hết rồi. Tôi biết sẽ khiến cho mọi người không tăng ca được, nhưng mà tôi muốn hoàn thành trong hôm nay. Sao hả Tinh Tinh, có vấn đề gì? À, không có. Lẽ ra hôm nay em có chút việc quan trọng phải làm. Nhưng mà không sao, em nghĩ trong hôm nay em sẽ làm xong mà. Chúng ta mau ra ngoài làm đi. Được. Cảm ơn. Lấy máy mai và máy đen qua đây. Ok. Alo, anh Long hả? Xin lỗi, công ty em đột nhiên có chuyện phải làm. Em nghĩ em không thể đi ăn cơm tối với anh được. À, không sao, chúng ta đi coi xong rồi mới ăn. Thôi được, em không nói với anh nữa. Tối nay gặp ở ngoài cửa nha. Bye bye. Ghế vô lửa đi. Đề gia quang xanh đỏ vàng trắng bốn màu. Ghế vô đi. Có còi nữa nè, 20 đồng một cây.
Ok. Nè xong rồi nha, tao đi á. Tụi bay về trước đi, mấy thứ còn lại tao dọn dẹp được rồi. Cũng mai còn kịp đi coi phim. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sao hả, làm xong chưa? Dạ xong hết rồi, anh coi. Được coi. Tại sao cái váy này rộng quá, yêu cầu của anh đâu phải vậy. Hả? Anh nghĩ phải sửa lại lần nữa. Phải sửa lại. Phải ha, em nói là tối nay có chuyện quan trọng. Được rồi em đi đi, để làm cho. Được rồi em đi đi, em đi đi. Anh có sao không? Không sao không sao. Chắc anh không biết làm đâu, để em làm cho. Bỏ đi, công việc quan trọng hơn, để em làm xong rồi mới về. Thật là ngại quá. Không sao đâu. Anh nghĩ chắc là em đói bụng rồi, để anh có gì cho em ăn không? Alo, anh Long hả? Em nghĩ em không tới được, xin lỗi anh nha. Nhưng hôm nay là đêm diễn cuối, em không coi không biết khi nào mới có thể coi được đó. Em biết em biết, cùng lắm lần sau em mời. Bỏ đi, em lo làm việc đi. Alo. Cho anh nè. Không lấy hả? Anh Hy. Chỉ có bánh ngọt thôi. Cảm ơn anh. Em đi vệ sinh rồi ra ăn. Tinh Tinh à, bỏ đi. Anh biết em rất bận. Để anh mua thức ăn tới ăn với em nghe. Thôi khỏi. Chúng tôi đã ăn cơm với nhau. Anh là ai? Tôi là Giang Hy. Không phải cô đang làm việc sao? Tại sao lại đi chung với anh? Có gì lạ đâu. Chúng tôi hay đi chung mà. Anh đưa cô nghe điện thoại đi. Xin lỗi nha, cô mới đi khỏi đây. Vừa rồi tôi đã nói chuyện với cô mà. Anh kêu cô ra nghe điện thoại đi. Với lại anh không có quyền cầm điện thoại lên nghe. Vì chúng tôi không có bí mật gì, ăn nghe cũng không quan trọng. Chuyện của hai người cậu đã hết cho tôi biết rồi. Bây giờ tình cảm giữa chúng tôi rất tốt. Anh đừng nói như là nhảm với đấy cho tôi. Thật ra lần trước qua Singapore cô đã thất vọng vì anh rồi. Cô đã hết yêu anh. Anh nghĩ coi, nếu cổ thật lòng yêu anh, tại sao tối nay không đi coi ca nhạc với anh mà thà đi ăn cơm với tôi? Anh nói vậy nghĩa là sao? Hãy quên cổ đi. Sau này anh làm ơn đừng gọi cho cổ nữa. Sửa rất là tốt. Thật ra em thấy cũng tạm tạm thôi. Đâu phải, khác nhiều đó. Vậy sao? Nhưng nếu như thêm một thứ nữa thì càng tốt. Thêm cái gì? Mấy ngày trước anh đi dạo, anh thấy rất đẹp nên anh mua tặng em. Đáng lý anh định tìm dịp tốt mới tặng cho em, nhưng anh thật sự không kìm lòng nổi. Tinh Tinh à, anh sẽ đem những thứ tốt nhất để tặng cho em. Anh đều nói cho mẹ nha. Không được không được, em không thể đeo chiếc nhẫn này. Tại sao? Em biết anh rất tốt với em, nhưng chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, sau cùng em mới biết người em yêu nhất chỉ có một mình anh Long thôi. Xin lỗi anh, đến bây giờ em mới nói cho anh biết. Với lại hôm nay em nói với anh em có chuyện quan trọng. Thật ra là em đã hẹn với anh Long. Anh tha thứ cho em đi có được không? Thật lòng em không thể làm bạn gái của anh, càng không thể làm vợ anh. Có lẽ em giống như bé Đen, không thích hợp đeo chiếc nhẫn quý giá như vậy. Còn áo cưới này em sẽ đem về nhà để làm cho xong. Sáng ngày mai em sẽ đem tới cho anh. Huh?
Cái gì vậy? Sếp à, vụ này thật sự không liên quan tới tôi. Không liên quan tới anh, tại sao nhìn thấy chúng tôi lại chạy? Không chạy, không lẽ đợi bắt sao? Vậy thì anh mau nói thật đi. Thật ra tối thứ sáu ngày 17 tháng 8 anh đã đi đâu? Có phải bán thuốc lắc và bạch qua tử cho đi riết không? Sếp à, đầu tháng 8 tôi bị cảnh sát bắt, hai ngày trước mới được thả ra thôi. Sếp không tin có thể đi kiểm tra mà, vụ này làm sao liên quan tới tôi được chứ? Được rồi, ngoài mua thuốc của anh ra, anh còn mua thuốc của ai? Tôi và đi riết cũng thân lắm. Anh chỉ thỉnh thoảng chơi thôi chứ không có nghiện đâu. Tôi nghĩ anh không dám mua hàng của mấy tay chơi không quen biết. Đại sếp, ở trong tù tôi có đọc báo, tôi thấy cái chết của Dirk rất là kỳ lạ. Ảnh rất keo kiệt mà, anh đâu đã một lần uống nhiều gì như vậy chứ, trừ khi là ảnh bị điên thôi. Vậy sau cùng khi anh gặp ảnh, có phát hiện ảnh có điều gì không ổn không? Trước khi vào tù tôi có gặp ảnh hai lần. À, lúc đó đụng với ảnh sợp lắm, vì mà tôi uống rượu, vì mà tôi tới vũ trường. Cả ăn nói cũng rỗ rãng hơn. Chắc chắn là anh chơi cổ phiếu hốt được nhiều tiền. Sếp à, thật sự không liên quan tới tôi đâu. Sếp gì? Nếu tên này không ba xạo thì loại thuốc mà chúng ta phát hiện trong cái xác có lẽ không phải do anh ta tự uống vào. Vậy khả năng Derek bị bưu sát càng lúc càng lớn. Sếp gì à, có manh mối. Phía ngân hàng gửi qua một bản báo cáo tài chính của Trang Văn Hy. Vào sáng ngày 10 tháng 8, Trang Văn Hy rút 5 triệu tiền mặt trong tài khoản của mình ra. Ngày 10 tháng 8? Nếu tôi nhớ không lầm, vào hôm đó thì trong tài khoản của Derek có người đã gửi 4 triệu tiền mặt vào. Sếp gì? Sếp nhớ không lầm, đúng là hôm đó. Không lẽ tiền của Derek là Trang Văn Hy cho ảnh? Xem ra tên Trang Văn Hy này càng lúc càng đáng nghi. Nhưng mà hôm Derek chết, Trang Văn Hy lại có chứng cứ vắng mặt ở hiện trường. Ok, bây giờ chúng ta đã xác định hiện trường vụ án không phải hiện trường thứ nhất. Hơn nữa lúc Derek chết, tên ở bên hắn ta. Tôi mạnh dạn đưa ra giả thiết, nếu Trang Văn Hy thật sự là hung thủ thì trước khi anh ta hẹn gặp Tinh đã ép Derek uống hết mấy thuốc đó. Vậy lúc Derek chết, đương nhiên anh ta sẽ có chứng cứ vắng mặt ở hiện trường. Sau cuộc hẹn với Tinh, mới khi cảnh sát tới con hẻm nơi phát hiện cảnh sát. Đúng vậy. Hơn nữa người mục kích nói hôm đó ở hiện trường có một chiếc xe màu xanh đậu ở đó. Biển số xe có chữ đầu là KV, đồng thời sau đó đã báo mất. Càng nói càng thấy giống. Tinh bị hắn ta lợi dụng cũng không biết. Sếp gì à? Tôi nghĩ sếp phải hẹn Tinh ra hỏi cổ cho rõ ràng. Xin lỗi. Alo. Alo, anh Long. Anh đang làm việc hả? Là gì? Em định hỏi anh có rảnh đi ăn trưa với em không? Cũng được, lát nữa gặp. Ngân hàng còn chưa duyệt à? Dạ phải, họ nói cấp trên theo dõi chặt chẽ. Ngoài việc có đầy đủ giấy tờ ra, phải nhìn thấy hàng mới chuyển tiền được. Cái gì cũng làm đúng thủ tục, như vậy là chết tôi rồi. Thằng quỷ đó nói, nếu tôi không bù lại khoản tiền đó thì nó sẽ không khai chuyện của tôi với ban quản trị. Dù sao ảnh cũng là em trai của anh, hay là anh thử năn nỉ ảnh đi. Tôi nghĩ ảnh không tuyệt tình gì đâu. Anh nghĩ tôi không tính đến chuyện này sao? Như tìm không được nó, tối qua nó không về nhà, hôm nay ở công ty lại không gặp, gọi di động cho nó cũng không được. Rõ ràng là muốn tránh mặt tôi mà. Anh Trang, hai anh nghĩ thử coi tới đâu có thể tìm được ảnh. Từ ngày ngoài làm việc ra, nó thích nhất là ra biển. Nếu không thì trốn ở nhà nghỉ mát. Tôi sẽ đi tìm nó. Sao anh lại đứng ở đây? Chúng ta đã đặt chỗ trong đó rồi mà. Không cần thiết vào đâu. Hỏi chuyện xong thì anh sẽ đi ngay. Mau vậy. Nhưng em có rất nhiều điều muốn nói với anh. Được rồi, em nói đi. Anh đừng có giận mà. Em biết là em không đúng.
Nhưng sự thật hôm đó em bận việc không thể đến được. Em có biết không, thật sự anh không bận tâm. Em không muốn trở lại với anh thì cứ nói thẳng với anh đi. Tại sao phải làm mất thời gian của anh chứ? Em đâu có làm mất thời gian của anh. Tối đó công ty em có chuyện đột xuất nên không đi được. Anh không tin thì hỏi anh Hy đi. Bộ tỷ và Hát Cảo cũng ở lại làm chung với em đó. Họ là bạn của em, thế nào cũng binh vực em thôi. Đừng nói nữa, anh không muốn tranh cãi chuyện này. Hôm nay anh đến là vì công việc. Đêm đi đến chết, em ở bên Giang Hy phải không? Em hãy nói rõ từ đầu đến cuối trong thời gian đó xảy ra chuyện gì cho anh biết đi. Anh tới đây để hỏi công việc hả? Trước đó em đã cho anh khẩu cung rồi mà. Tụi anh có sự phát hiện mới. Anh phát hiện trong lời khai của em có bỏ sót chi tiết rất nhỏ. Có phát hiện gì mới? Tụi anh đã xác định xác của Derek đã từng bị di chuyển. Tụi anh nghi ngờ Derek bị mưu sát. Ảnh bị mưu sát? Hơn nữa chiếc xe di chuyển cái xác chính là chiếc xe tư nhân màu xanh chỉ đầu là Kevin, giống như chiếc xe này. Anh muốn em nhìn cho kỹ, có phải Giang Hy có một chiếc xe giống như vậy không? Sao trùng hợp quá vậy? Không lẽ cái chết của Derek liên quan đến anh Hy thật sao? Mình có nên nói cho anh biết Derek từng tống tiền anh Hy không? Nhưng mà không được, tìm hiểu kỹ đã. Lỡ như để người ta biết quan hệ giữa anh Hy và Toby thì chết. Tinh Tinh. Hả? Có phải em nhớ ra điều gì không? Không có, không có. Thật sự em không biết. Em không biết anh Hy có chiếc xe như vậy. Em không biết. Nếu như em biết, em hãy nói thật chứ anh. Em không biết thật mà. Đây là vụ án mưu sát, không phải là chuyện giỡn chơi đâu. Em không biết thật mà. Nếu như anh thấy nghi ngờ thì anh đi với em hỏi anh Hy đi. Em hãy nói hết những gì em biết cho anh nghe có được không? Em không biết thật. Hôm nay em đến đây chỉ muốn cùng anh ăn bữa cơm vui vẻ thôi. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa có được không? Alo. Tinh Tinh à, anh rất muốn gặp em. Bây giờ anh đang ở căn nhà nghỉ mát. Em đến liền có được không? Anh Hy, anh không sao chứ? Anh muốn gặp em. Em đến đây đi có được không? Được rồi, được rồi. Bây giờ em sẽ tới liền. Là anh Hy đó. Hay là anh đi với em tìm ảnh hỏi rõ ràng đi. Anh Long à, thật tình em muốn hiểu tại sao. Anh Long, anh đi với em đi mà. Bỏ đi, bỏ đi. Anh không chịu đi thì thôi. Chưa chịu mở máy nữa. Coi mày tránh tao đến chừng nào đi. Anh Trang à, xin lỗi nha, ở trạm xăng tôi được gọi điện thoại. Bộ không thấy sao? Tôi đã gọi xong rồi. Làm việc đổ xăng của anh đi. Không lẽ cái jeep này của Derek? Không được, phải gọi cho anh Long biết. Sếp gì? Sếp chung tìm sếp. Rồi, mau nghe điện thoại đi. Để gọi lên văn phòng của anh.
Tôi là Di Tấn Long ở đội 8. Xin để lại tin nhắn, tôi sẽ gọi lại sau. Alo, em là Tinh Tinh đây. Bây giờ em đang ở căn nhà nghỉ mát của anh Hy. Em lượm được cây viết của phòng luật sư. Em nghi ngờ là của Derek. Nhưng có chuyện này em không biết có nên nói với anh không. Thật ra Derek từng tống tiền anh Hy. Bởi vì Derek, em đã hứa với anh Hy em không nói. Anh Hy em tới rồi. Anh không sao chứ? Tại sao em lại ở đây? Không, vừa rồi em tưởng là anh ở đây nên vô đây để tìm anh. Em tới đây, anh có nhiều điều muốn nói với em. Sếp gì? Sếp và Tinh Tinh có đi coi sao băng không vậy? Nếu không tôi phải hủy cái bàn đó đó. Để hôm khác tính sau, không biết hôm nay họp tới chừng nào. Ok. Em sẽ không bỏ mặc anh phải không Tinh Tinh? Tinh Tinh. Anh Hy, sao anh uống nhiều rượu quá vậy? Anh tưởng là sau này em sẽ không gặp anh nữa. Anh cảm thấy làm người không còn hy vọng. Nhưng mà khi nhìn thấy em thì anh rất vui. Anh Hy à, em nghĩ anh đã hiểu lầm rồi. Em sợ anh có chuyện cho nên em mới tới đây tìm anh. Anh cầu xin em, em đừng bỏ mặc anh. Anh không thể nào mất em đâu Tinh Tinh. Anh Hy à, thật sự anh đã uống quá nhiều rồi. Để em nói taxi đến về nha. Em đi đâu vậy? Đây chỉ là nhà của anh mà. Anh đừng nghĩ vậy mà Anh Hy à. Em đi đâu vậy? Anh Hy. Xin lỗi. Tại sao em lại nói xin lỗi ảnh? Tại sao em quan tâm ảnh tới như vậy? Tại sao? Anh rất yêu em mà. Em cũng không yêu anh. Anh có gì không bằng ảnh chứ, em nói đi. Em nói đi. Anh Hy à, anh bình tĩnh chút đi. Chuyện tình cảm không thể nào miễn cưỡng được. Em giấu cái gì vậy? Không có. Em có giấu cái gì đâu vậy? Tại sao em có cái viết này? Em lượm đó đâu? Vừa rồi em tìm được ở gara. Em đã gọi điện thoại. Không có, không có. Em không có gọi điện thoại. Em đã gọi điện thoại cho hắn. Em nói với hắn cái gì? Không có, em không có nói gì hết. Em chỉ nói em lượm được cây viết và Derek đã từng đến đây. Những chuyện anh dặn em không có nói. Thật sự em không nói tiếng nào hết. Em nói với hắn là Derek đã tới đây. Ủa, không mấy lâu nay anh tin tưởng em mà em lại bán đứng anh. Em không có bán đứng anh. Em không có bán đứng anh thật mà. Em chỉ muốn nói sự thật thôi à. Nói cho anh biết. Em còn biết được điều gì? Em còn biết được điều gì? Em không biết. Em không biết gì hết. Em còn biết được điều gì nữa chứ? Tại sao anh quản hốt như vậy? Không lẽ cái chết của Derek liên quan đến anh? Anh đừng ăn chết. Không phải nó chết thì anh chết. Thì ra anh giết chết Derek. Anh làm bao nhiêu chuyện chẳng qua là muốn tới với em, không muốn người ta phá hoại quan hệ của chúng ta. Ây ngờ em lại tố cáo anh. Em bán đứng anh. Em muốn anh chết. Tại sao? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Vì em anh từ bỏ hết mọi thứ. Sao em có thể đối xử với anh như vậy? Tôi sẽ đem chuyện này nói hết cho mọi người biết. Nói cho người nhà anh biết luôn. Suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Nói ra đi. Vì em anh từ bỏ hết mọi thứ mà. Nói đi. Tại sao? Tại sao? Tại sao bán đứng anh?
là Tinh Tinh. Tạm thời tôi không thể nghe điện thoại, xin để lại lời nhắn, tôi sẽ gọi lại sau. Bye. Là anh đi. Lẽ ra anh tính không gọi lại cho em, nhưng nghĩ lại anh không nên nhỏ mọn như vậy. Anh hy vọng chúng ta có thể bình tĩnh ngồi xuống để giải quyết vấn đề của chúng ta. À phải, em có biết tối nay có sao băng không? Thật ra anh đã đặt bàn, hy vọng có thể cùng coi với em. Anh mong em sẽ tới. Vậy anh đợi em nhé. Bye bye. Tôi báo cảnh sát đi. Tôi là Di Tấn Long ở đội 8, có gì xin nhắn lại, tôi sẽ gọi lại sau. Sếp Di, Tinh Tinh nhập viện rồi. Alo, em là Tinh Tinh. Em đang ở trong nhà nghỉ mát của anh Hy. Em lượm được cây viết của phòng luật sư, em nghi ngờ là của Dirich. Nhưng mà có chuyện này em không biết có nên nói với anh không. Dirich đã từng tống tiền anh Hy. Bởi vì Dirich, em hứa với anh Hy sẽ không nói. Nè anh à, bác sĩ, chúng tôi là cảnh sát, xin lỗi bệnh nhân sao rồi? Bệnh nhân bị thiếu oxy não, tổn thương rất nặng, còn chưa qua giai đoạn nguy hiểm. Tinh Tinh, em không thể có chuyện gì. Em có nghe không? Em không thể có chuyện gì. Tuyệt đối không thể có chuyện gì được. Anh không thể mất em. Đừng vậy bác. Nếu không phải tại tôi không chịu nghe điện thoại của cô, cũng không gọi lại cho cô, có lẽ cô sẽ không sao. Thế cũng đâu muốn vậy. Không phải. Là tại tôi. Là tại tôi. Tôi đã hại Tinh Tinh ra nông nỗi này. Là tôi. Kẻ có lỗi chính là tôi. Chính là căn phòng này. Cảm ơn. Không có gì. Long hả? Long, đừng làm vậy mà. Trang Giang Hy, tôi nói cho anh biết, Tinh Tinh mà có chuyện gì tôi không tha cho anh đâu. Tôi nói cho anh biết, tôi cũng rất đau lòng vậy. Tinh Tinh không muốn tôi tự tử, nên mới cùng tôi nhảy xuống nước. Tôi không biết là cậu không biết bơi, tôi cũng muốn cứu cậu lên vậy. Anh nói dối, anh nói dối. Tôi đã nghe ghi âm trong điện thoại. Anh sợ Tinh Tinh nói hết mọi chuyện của anh, nên anh giết cậu. Tôi nói có sai không? Đâu hả, đừng vậy hả? Tôi yêu cậu, tại sao tôi lại giết cậu chứ? Bỏ tôi ra. Hả? Bỏ tôi ra. Long. 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 Cô gái tôi đâu? Cô gái của tôi đâu? Tinh Tinh nó ở đâu?
Tinh Tinh. Tinh Tinh, sao con ra nông nổi này? Tinh Tinh à, con đừng làm cho ba sợ mà. Tinh Tinh, Tinh Tinh, Tinh Tinh à, con nói gì đấy chứ? Con sao rồi hả? Tinh Tinh, Tinh Tinh, Tinh Tinh à. Bác à, Tinh Tinh à, sao con lại ra nông nổi này? Anh thật hối hận. Tại sao anh lại chia tay với em? Tinh Tinh, em nhất định phải tỉnh lặng. Sau này chúng ta sẽ mãi mãi không xa nhau. Hãy hứa với anh đi. Hứa với anh đi Tinh Tinh. Tinh Tinh nó còn trẻ đã ra nông nổi này. Đúng là y trời. Giang Hy, con cũng đừng đau lòng quá, hả? Phải đó. Con cũng mệt rồi. Lên phòng nghỉ ngơi sớm đi. Xin lỗi nghe Giang Hy, làm phiền em nghỉ ngơi. Anh có chuyện muốn nói với em một lát có được không? Bây giờ tôi không có tâm trí. Chuyện này đối với em và anh đều rất quan trọng đó. Thực ra có chuyện gì? Tuy rằng anh và Tinh Tinh không thân cho lắm, nhưng chuyện rất nghiêm trọng, nên trong lòng cảm thấy khó chịu. Được rồi, nhưng lời an ủi hôm nay tôi nghe nhiều rồi, tôi không muốn nghe nữa. Vừa rồi anh cứ luôn suy nghĩ. Có một câu nói rất là đúng. Nếu không muốn người ta biết, trừ phi mình đừng làm. Cho dù bên ngoài che đậy tốt cỡ nào, sau cùng vẫn không gạt được người ta. Tôi không hiểu, thật ra anh muốn nói gì? Lúc Tinh Tinh gặp chuyện, thật ra anh cũng đang ngoài bến. Mọi chuyện anh nhìn thấy rất rõ. Anh nghĩ em nằm mơ, cũng không ngờ tình cờ anh lại đến đó tìm em. Chính mắt anh nhìn thấy em đã nhấn đầu Tinh Tinh xuống nước, cho đến khi cũng không còn dùng giấy được. Thật ra em muốn cứu người hay em muốn giết người, em gạt được những người khác chứ không gạt được anh đâu. Đúng ra anh muốn ra ngăn cản em, nhưng mà trong lòng anh lại hiếu kỳ, muốn coi em mình có tàn bạo đến như vậy không. Thật sự không ngờ một đứa con nhìn bề ngoài rất lịch sự, rất hiếu thảo, lại có thể tàn bạo đến như vậy. Đủ rồi, đừng có nói nữa. Thực ra anh muốn sao? Yên tâm đi, tạm thời anh không định nói chuyện này với ai. Sao cũng được, chúng ta là anh em ruột mà. Anh không cạn tình đến nỗi vì một người ngoài mà đưa em của mình vào tù đó. Nhưng mà vậy, anh đang nghĩ tình anh em như vậy,
thì em cũng nên có qua có lại, che giấu giùm anh một chút chuyện. Tôi biết rồi, chuyện anh gạt tiền của công ty tôi sẽ không nói với ai, tôi càng không truy cứu. Vậy thì tốt quá rồi. Ba cũng thường hay nói, anh em đồng lòng ắt sẽ thành công. Sau này anh em chúng ta sẽ cùng hợp sức, vậy không còn chuyện gì phải lo, không còn chuyện gì phải sợ nữa rồi. Phải, sau này anh còn rất nhiều chuyện phải nhờ em giúp đỡ đó. Nhưng mà em phải nhớ cho kỹ, anh mới là anh hai. Những gì anh nói em phải nghe theo, mà còn phải răm rắp nghe lời nữa kìa. À phải, có chuyện này đừng nói là anh hai không nhắc nhở em. Nếu lần này Tinh Tinh mà không qua khỏi, đương nhiên là rất đáng tiếc. Nhưng nếu như cậu may mắn được cứu sống, vậy người không được cứu là em. Tự lo liệu đi. Suốt đêm qua Tinh Tinh có tỉnh lại không? Tiếp tục như vậy cũng không tốt, nhất định Tinh Tinh sẽ không sống nổi. Bác à, bác nghe lời con, hãy chuyển Tinh Tinh qua bệnh viện tư đi. Ba của con có quen bác sĩ khoa não, ông ấy là người đứng nhất nhì trên thế giới. Con đã nói với ông, ông nói nếu tới bệnh viện của ông với thiết bị tân tiến và tay nghề của ông, Tinh Tinh sẽ có cơ hội bình phục. Trang Giang Hy, anh đang làm cái trò gì vậy? Tôi nói cho anh biết, tôi không để anh đưa Tinh Tinh đi đâu. Nó muốn chuyển Tinh Tinh qua bệnh viện tư thôi mà. Bác đừng để hắn đánh lừa. Hắn muốn đưa Tinh Tinh đi, chỉ muốn tìm dịp giết chết Tinh Tinh mà thôi. Tôi không hiểu tại sao anh lại nghĩ như vậy. Tôi chỉ một lòng muốn giúp Tinh Tinh thôi. Tôi đã nói sai sao? Bây giờ tình trạng của Tinh Tinh thế nào? Cô đang ở tình trạng nguy kịch, cô đòi chuyển cô đi. Không phải anh muốn hại cổ thì là gì chứ? Tôi không biết tại sao anh lại không tin tưởng tôi. Anh vô qua tôi cũng không sao, nhưng mà anh đừng lấy mạng sống của Tinh Tinh để đánh cược. Bác à, tôi giúp Tinh Tinh chuyện gì? Tôi không để anh đưa cổ đi đâu, tôi nói cho anh biết. Anh đừng ngăn cản tôi cứu Tinh Tinh. Nè, hai người thôi đi. Làm cái gì vậy? Ở đây là bệnh viện, hai người có chuyện gì từ từ nói đi. Cãi qua cãi lại giúp được Tinh Tinh sao? Ý, ngón tay của Tinh Tinh nhúc nhích kìa. Tinh Tinh, anh là Long đây. Tinh Tinh à, em tỉnh lại đi. Anh là Long nè. Tinh Tinh, lên bông tránh ra, mau gọi bác sĩ. Nó sẽ không sao chứ? Thương quá đi. Từ trước đến giờ ba nói hay nhất chính là câu này đó. Tặng cho ba nè. Đồng hồ này đẹp quá. Tại ba không thể ăn buổi tiệc thịnh soạn mà, nên con tặng đồng hồ cho ba bù lại. Ba à, mấy cái quần mới này con tặng cho ba đó. Ba đừng mặc quần cũ nữa. Đóng nghe ghê quá. Ê, còn nữa, tối nay ba nhớ đợi con về ăn cơm nha. Con sẽ mời ba ăn tôm hùm, ok?
Anh Long, em xin lỗi. Thật lòng em muốn nói với anh tiếng xin lỗi. Không phải vì chuyện tối qua em không đi coi ca nhạc với anh, mà vì em không nên nói chia tay với anh. Chỉ tại em nhất thời nóng nảy thốt ra. Thật lòng em rất ân hận. Sau khi chia tay với anh, em mới phát hiện thì ra người em yêu nhất chính là anh. Cho dù ông trời cho em lựa chọn thêm vài lần nữa, sau cùng em cũng sẽ chọn anh. Em cũng sẽ mãi mãi yêu anh. Hãy tha thứ cho em. Tinh Tinh,很天真，这个恨人，每日也在你的附近等现身，谁亦听闻。深爱着你这种女人，这一生失去灵魂，我没法去彻底自拔，太愚笨，从没有人可发现我伤得太深。